Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox. Nhưng mà cái game này khá dài nên là chắc thôi tôi không đọc đâu. Thì nói chung cái game này là thể loại obby, nhưng mà obby mà với một cái cánh tay rất là dài nha mọi người. Đấy, như mọi người thấy nè, không, ba thanh niên cái cây dài như cái súng, cái khẩu súng thần công ấy. Đấy. Rồi ok, thì hôm nay là tôi sẽ rủ mọi người ở đây đua obby. Mà thật ra thì hồi nãy là tôi cũng vô cặp chơi rồi. Tôi cặp chơi ở bên cái easy ở bên đây nè. À, để biết được là mỗi cái block nó sẽ có một cái ability như thế nào. Đấy, nó sẽ cho mình được cái gì. À, rồi sau đó thì rồi bây giờ tôi sẽ qua HOP để cô rủ mọi người đua. Đấy. Rồi ok, thì hồi cái clip mùng 2 cô quên hỏi, bây giờ clip này cô hỏi luôn là kết này là mọi người được lì xì bao nhiêu rồi. Đấy, kể cô biết nha. Đấy, có gì comment ở phía dưới cho cô biết là mọi người tổng bội thu được bao nhiêu nha. Đấy. Rồi ok. Chuẩn bị đua nha. Đấy. Rồi nè, đếm nè, 1 nè, 2 nè. Đấy. Rồi 3 nè. Rồi đi, đi mấy đứa đi. Ừ, đua đi đi. Cái này mình mà đụng vô là mình sẽ chết nha. Đấy, nên là mình chỉ có cái cánh tay của mình, cái màu đỏ là cái cánh tay của mình là đụng vô là được. Đấy, còn cái cục này á là nó sẽ bị ui giời ơi. Đấy, cái cục này là nó nhảy như thế đấy. Ồ, cái này càng hình. Ê, không sao. À, cái map này là cô chưa chơi thử, hồi nãy là tôi mới vô là hồi nãy là tôi mới vô cô chơi thử cái phía bên này thôi nè. Đấy, bây giờ là tôi mới bắt đầu à, thôi anh bớt vụ em đi anh ơi, cầm này mà vũ khí gì cầm này nữa, trời ơi dân ơi. Mà ví dụ nha mọi người coi nè, tôi đụng vô một cái nè. Ví dụ thôi mà đâu cần phải rớt khó vậy. Đấy, nên là có nghĩa là chìa khóa màu nào là nó sẽ mở cái cục màu đó nha. Đấy, rồi ok thôi, bây giờ cô đi qua đây. Thấy không, sau khi cô đụng vô cái là nó biến, nó mất liền. Ok. À, khó đấy chứ chẳng đùa đâu. Ô, thanh niên này hay vậy. Ô, ok. Cố lên. Ôi giời ơi. Thấy không, mình phải đi lấy mấy cái thứ này thì mình mới qua được màn. Game này mà đua thì thôi chứ. Tôi tính đua với thằng Vami rồi đó, mà rốt cuộc Vami nó bận quá, kết nó lo đi chơi không à, nên là tôi cự đua với fan luôn. mà không biết sao đi nè. Ok, được bao nhiêu rồi ta? B11 rồi nha. Đấy. Hiện tại là để coi thử B ở đây có ai cao hơn tôi không. U. Để ý nha, có người B29 mà có 500 mấy giây thôi. Ngon đấy. Tôi chưa gì đã 100 mấy giây rồi. Thôi, tôi phải cố gắng, tôi phải... Ê, cái gì vậy? Thôi, đi. Ôi dồi, mém rớt. Thiệt tình luôn á. Ok, ngon. Ấy, ngon ngay, B14 rồi mọi người ơi. Cái này hình như là 30. Ô, thanh niên kia lên B30 luôn rồi kìa. Wow, kinh đấy. Ok, yeah, qua được rồi. Ngon lành, canh đào đi. Ấy, nó phải như thế. Ấy, ơi, cái cục màu đỏ đó là cái cánh tay của mình đụng vô được nha, nhưng mà cái cục màu xanh á là mình đụng cái gì vô mình cũng chết á. Ôi trời, mấy thanh niên này nhảy như thánh. từ từ thôi ấy, thấy chưa, tôi nói rồi mà, từ từ cháu nó mới nhờ được, đừng nên hấp tấp. Sao kỳ vậy trời ơi. Rồi xong kẹt. Ấy, cái gì vậy, nó lắc à. Lắc rồi, bỏ đi, lắc rồi. Đó, mọi người thấy không, thấy nó lắc chưa, mọi người thấy nó lắc chưa. Ôi ơi, quá đáng được chứ. Ok, lại thôi. Đấy, cứ bình tĩnh, từ từ nó cũng sẽ qua thôi. Công nhận cái hát này nó cũng khó chơi thì mọi người. Hát cũng khó chơi đấy. Hồi nãy là easy tôi qua được. Đấy, easy là tutorial đấy. À, tutorial thì tôi qua được. Tại vì nó hướng dẫn thôi mà, nó hướng dẫn thì nó cũng, nói chung là cũng không có gì khó lắm. Ok, chứ còn mà qua cái hát này thì thôi, chứ còn gì để mà nói nữa đâu. Đấy, mọi người coi đó. Ui, ở cái cục này nè. Cái cục này đụng vô là chết nè, chứ chẳng đùa đâu. Cục này nè, đó, cục đó đụng vô là chết nha. Hạn chế đừng có đụng vô mấy cục đó. Trời, cố lên, mở cửa. Ê, cái gì vậy, sao trôn nhau vậy. Trời đất ơi, đâu ra cái cục ngay chỗ đó vậy. Ở kìa. Ok, cố lên, đã, chôn nhau à, bạn chôn tôi à. Ủa, có người 23 rồi kìa. Ok, cố lên.
Ấy, qua được thôi mà, dễ dàng thôi mà. Cái gì vậy, còn một chút xíu nữa thôi. Trời ơi, anh niên kia là 30 là 500 mấy đúng không? Ấy, bây giờ cô sẽ cố gắng dưới 300 mấy. Ui, yeah, qua được rồi, ngon lành cành đào đi. Ui xùa, ui xùa, ui xùa, mọi người thấy cô nhảy kinh chưa? Ôi giời ơi, này nhâm ba này không làm khó được tôi đâu. Ôi nhỏ mới chết sao? Ủa là, à, à, chết. Ủa nhảy gì, nhảy chưa tới mà. Ơ, ủa, à, nó nhảy tới rồi. À, có nghĩa là nó ăn rồi, nó ăn cái cục này rồi thì nó mới nhảy tới được. Đấy. Ok, vậy thôi thì tôi sẽ đi vô lại. Lại bức bình thường chậm chậm thôi là được. Ôi ôi, mọi người coi thấy không? Thấy cánh tay của cô nó cứng không? Cái khúc này khó thế. Khó đây, chẳng đùa đâu. Ok. Ui, trời ơi, nhảy canh hay thật sự luôn á. Nhảy canh hay thật sự, không hiểu sao. Lại nè. Đấy, ăn được cái nhảy cao rồi. Cái nhảy cao này nó chỉ áp dụng được một màn thôi nha mọi người. Có nghĩa là mọi người qua màn tiếp theo thì sẽ không xài được. Qua màn tiếp theo là nó sẽ mất tác dụng của cái nhảy cao này. Ôi giời ơi, tôi quá rồi. Nó phải như thế. Đấy. Rồi bây giờ đi ăn màu này thôi. Ui, ui cục đó đụng vô là chết nha. Rồi màu vàng có rồi, bây giờ tới màu đỏ nè. Đấy. Ok. Ấy, đơn giản. Map hát nha. Đấy. À quên, ở đây mọi người bấm control để ship lock lại nha. Ship lock lại nhảy mới dễ. Ví dụ như mấy cục này là không ship lock sao nhảy. Ấy, bây giờ mấy cục này buộc phải ship lock nha. Ui, ui, ui. Thôi bỏ đi. Bỏ đi. À, B30 là hết một cái map này. Trời đất ơi. Vậy mà cũng đụng được, tôi cũng lạy luôn á, không biết sao luôn á. Ok. Ôi mừng quá. Ý, đừng anh ơi, đừng anh ơi. Được rồi. Được rồi, gì đâu, còn cái đó, gì đâu, còn cái đó. Ẩu, dễ sợ ẩu luôn á. Ẩu quá. Ú, bao nhiêu rồi, B26. Ờ, hết hồn, cưỡng B30, cưỡng B29 chứ. B26 thì còn xa. Cái gì vậy trời, bấm space mà nó còn không thèm nhảy nữa mà. Biết là không hiểu sao luôn á. Bấm space mà nó còn không thèm nhảy nữa thì thôi chứ. Đánh đấm gì nữa. Cái này đi qua đâu cả. Đi qua đây được không? Không, không được. Phải cẩn thận là mới được. Ôi, 300 mấy giây rồi mọi người. Đáng lẽ cái này là cô có thể vượt qua được á. Nhưng mà do tôi ham hố đấy. Đấy, do ham hố đấy. Ok. Wow. Ui. Ok. Ui, ok. Ui, 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 ok. Sợ phát trước. Yeah. Rồi, này khó nha mọi người, siêu khó luôn ấy. Nhảy. Nhảy. Nó phải như thế. Nó phải như thế. Rồi, chết luôn. Cái thứ âm binh đầu đến thất bính đi chứ. À. Cái này, à, cái này cô phải nhảy lên trên này để cô lấy cái này nè mọi người, cô phải lấy cái này. Mà bây giờ nhảy á, là nếu như cô nhảy qua đây, cô đụng cái cục màu đỏ này, cô sẽ chết cũng vậy. Nhảy màu xanh, à, rồi, ok, xanh này. Và rồi, ok, rồi, đi sâu vô trong này, xong đi ngược lại đây, là nhảy lên đây lấy. Rồi, ok, ngon. Biết đường đi rồi nha. Biết đường đi vậy thôi, chứ quan trọng là đi được hay không á chứ. Đấy, rồi, đây qua, qua đây, lên. Lên. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đấy. Như thần. Chuẩn chỉ à? Chuẩn chỉ. Ok. Đấy, lấy được hai cái. Trời, cái gì vậy? À, rồi, có biết là sao cô chết rồi. Khốn nạn. Cái cục trên đó là cái cục màu xanh. Trời ơi. Cái cục màu đó, cái cục đó mà đụng vô là cô chết liền luôn á. Không phải đùa đâu. Ê. Khốn nạn. À, bé xe bé bé. 400 mấy rồi đó trời. 400 mấy rồi đó trời. Khó đó, chứ chẳng đùa đâu. Ok, ok. Ôi, cô cũng mất 400 mấy giây khi lên cái đây rồi mọi người. Do ẩu đi chứ. Cái, đấy, cái này là do ẩu đấy mọi người. Cái này gọi là do ẩu đấy. Nhảy đàng hoàng là người ta lên rồi thấy không. Ai mướn vậy? Ai mướn vậy? Ai mướn ẩu rồi chi cho la làng. Hả? Ok.
No, bạn ơi, tôi sắp chết rồi bạn ơi. Nè, bây giờ cái chỗ này là cái chỗ khốn nạn nhất nè. Đó, bây giờ tôi phải quét qua bằng cách nào đó mà tôi lấy được cái này mà tôi không bị chết nè. Mọi người không thấy cục màu xanh đỏ. Ok rồi, ngon rồi. Ngon rồi mọi người, ngon rồi. Ok, thôi cứ nhảy qua bình thường đi. Nhảy qua bình thường đi bao nhiêu rồi? Ôi 500 mấy giây rồi làm ăn gì được nữa. Ê, 500 mấy giây. Ôi trời ơi, cái gì thế này? 209 rồi mọi người ơi. Lâu B 29 rồi. Map này là map B, map này là map H thôi nha, chứ chưa phải là map siêu khó đâu, map siêu khó là map khác nữa. Chìa khóa màu xanh đúng không? Ok, vậy là cô sẽ đi lấy cái chìa khóa màu xanh trước. Ui, mém rớt. Ui! Mém rớt. Trời ơi, bây giờ phải đi lấy cái chìa khóa màu vàng nữa hả? Ơ kìa. Căng thế. Căng như dây đờn luôn ấy. Ok. Ôi trời má ơi, cái màu đỏ của nó đi qua tuốt cái bên này luôn hả? Cái thanh màu đỏ gì mà dài dữ vậy trời? Ủa nó qua nữa kìa. Ý, ôi mém chết. Đi qua nhanh luôn. Ôi trời ơi. Win, ngon. Win, trời ơi, win rồi. À quên, ở đây thì nó sẽ có hai loại nhân vật cho mọi người chọn nha. Ở đây là normal guy, là nhân vật bình thường như tôi nè. Đấy. Còn bên này là... Ủa hồi nãy tôi hàng rất là bao nhiêu giây, tôi quên rồi. Thôi để chút coi clip sau đi. Tôi hàng có bao nhiêu giây mọi người coi giùm nha, chứ tôi cũng quên mất tiêu rồi. Còn đây là thằng runner nè, runner thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Đó, đi bộ nó cũng nhanh hơn và chạy nó cũng nhanh hơn. Đây, đó, đây tôi sẽ chọn thử cái thằng runner cho mọi người coi nè. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, nó đi nhanh hơn bình thường mà. Nhưng mà chỉ có điều là lực nhảy của nó sẽ không bằng. Và cái cánh tay của nó cũng sẽ thấp hơn. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp này, tại vì cái này nó nói là nó giống như là sức mạnh nó lộn, cái tốc độ nó bù lại cho độ nhảy á. Tại vì mọi người chạy càng nhanh là mọi người nhảy càng xa à. Cái đó là điều đương nhiên rồi, không thể nào mà khác bọn hơn được nữa. Rồi ok, bây giờ là cô sẽ bắt đầu với Expert Uppy nha. Expert Uppy là mới vô là thấy quả chạy đậu rồi. Đấy, ôi giời ơi em chết mẹ ơi. Ok. Cố lên. Quá, cái tay ngắn quá. Cái tay nó ngắn quá. Cái thứ gì á? Quá, rồi qua chi. Khó lắm. Cái spot này là như bao khó luôn. Ê cái gì vậy? Nó tự di chuyển luôn mọi người. Tôi chưa kịp làm gì luôn nó tự di chuyển luôn. Ơ kìa. Không nạn vậy. Ơ kìa, không nạn vậy. Ơ kìa, không nạn vậy. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Đấy, cẩn thận nè. Ok, qua được rồi. Qua thêm chút xíu nữa. Quá! Ôi giời ơi, xe hay! Cái gì thế? Khó vậy? Ôi, xa vậy rồi sao qua bạn? Ủa, xe gì có chút xíu vậy nè? Xe có nhiêu đây thôi nè? Oh my god! Đấy, ở trong này bạn có cánh tay dài làm gì? Đấy. Cánh tay dài thì chỉ có làm được cái như vậy thôi. Đấy. Rồi xong bây giờ sao quay đằng sau đây nè. Khổ vậy nè. Qua không được. Ơ kìa. Tôi bực quá rồi. Bây giờ tôi sẽ cơ lại xì bọt để mà tôi lấy cái nhân vật bình thường lại. Như khi mà mình đu bằng cánh tay á thì mình đâu có chạy nhanh được đâu, đúng không? Ấy nên là khoảng cách nhảy thì cái thằng nào mà nhảy xa hơn thằng đó nó vẫn có lợi hơn chứ. Ấy tôi tính ra là thằng này nó vẫn nhảy xa hơn nè. Đấy, rồi ok đó. Ấy, ok. Qua luôn. Ôi. Qua luôn. Ôi giời ơi, kinh thế. Đó ha, mọi người thấy cánh cây dài nó có lợi chưa? Ấy, đó, cánh cây dài. Siêu lợi luôn rồi, khúc này sao qua mẹ. Thề cái chết khúc này sao qua thầy. Ok. Rồi bây giờ là tôi sẽ nhảy xa ra chút nha. Có thể được mọi người nha. Qua. Từ từ, chưa chuẩn bị cẩn thận bạn ơi, quá.
Khó quá. Khó lắm luôn. Ở đâu đây? À hết hết hồn tưởng lắc chứ. Ok. Hỏi lại nè. Ui, rồi 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 rồi. Đó. Đó, gọi được nha. Qua, qua Cẩn thận lại, cẩn thận lại, cẩn thận lại, cẩn thận lại. Lùi về chút, lùi về chút nữa. Lùi về chút nữa. Qua, cái gì vậy? Một thanh niên qua đường rồi nè. Ok, chúc mừng cưng tới cái muốn đập máy kính, tới cái màn mà muốn đập luôn cái máy nè. Khó lắm. Bạn ơi, 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 bạn ơi. Quá. Ok, làm chuyên nghiệp liền, chuyên nghiệp liền, chuyên nghiệp liền. Đấy. Cố lên, 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 một chút xíu nữa, một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa. Ấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Win, tôi lại win. Ôi giời. Ủa là win chứ? Ủa C đó có C3 thôi, nên sao nó không cho mình cái chỗ mà gọi là quay quay về? Ở kìa, hay là nó làm chưa xong? Ôi đấy là nó làm chưa xong mọi người ơi. Vậy tính ra là hồi nãy lúc đầu vô tôi chơi thử là tôi chơi nguyên cái map này là xong hết rồi, là một cái nè. Đấy, rồi tôi rủ mọi người đua nhưng mà thực chất ra là tôi chơi một mình là hai nè. Ở nguyên cái map này là hai nè. Hãy và cuối cùng tôi cũng đã phá được cái này luôn rồi. Ê, ngon ngay. Ôi này khó nha mọi người, này khó lắm đi. Đấy. Rồi thì ok, thì Kha sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bao lại cho mình một like, một share và đừng subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.